Con người hãy mau tỉnh ngộ. Phần 1: Những lời tiên tri về vở kịch 5.000 năm. 2.500 năm trước, Phật Thích Ca Mâu Ni nói với đệ tử của ông rằng vào thời kỳ mạt pháp, pháp của ông không thể độ nhân được nữa. Khi ấy, Chuyển Luân Thánh Vương sẽ hạ thế truyền chân pháp của vũ trụ cứu độ chúng sinh. Rất nhiều tiên đoán cho rằng xã hội nhân loại hiện đang trong giai đoạn lịch sử cực kỳ đặc thù, sẽ có một đại sự phát sinh liên quan đến toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, do rất nhiều người bị ngăn trở với quan niệm cứng nhắc hiện đại rằng sống chung chết chung, trời có sập tất cả đều gặp nạn. Tuy nhiên, sự việc không phải như thế. Mỗi người đều có quyền lựa chọn tương lai cho chính mình. Ít ai biết con người đã bước một chân đến vực thẳm, đang ở ranh giới của sự hủy diệt mà không cảm thấy gì. Nguy hiểm nhất là những người không biết sợ trời đất, không thấy thì không tin, việc ác nào cũng dám phạm. Những sinh mệnh ấy, tương lai họ sẽ có kết cục đáng thương. Người hữu duyên nghe những lời này, dù tin hay không, hy vọng mọi người có thể tĩnh tâm lắng nghe để có những thu hoạch hữu ích cho tương lai của mình. Mọi người biết chăng, 5.000 năm lịch sử Trung Hoa tựa như một vở kịch lớn thần kỳ. Theo Càn Khôn Vạn Niên Ca ở Triều Chu, Mã Tiền Khóa Triều Hán, Thôi Bối Đồ Triều Đường, Mai Hoa Thi Triều Tống cho đến Thiêu Bính Ca Triều Minh, từng triều đại người Hán thống trị ổn định và hòa bình lâu dài đều lưu lại cho chúng ta những tiên đoán chính xác. Điều đặc biệt chính là Khương Tử Nha Triều Chu, Trương Lương Triều Hán, Từ Mậu Công Triều Đường, Miêu Quang Nghĩa Triều Tống đến Lưu Bá Ôn Triều Minh, mỗi một quân sư bên cạnh chân mệnh thiên tử khai quốc đều là đạo sĩ. Tất cả các quốc gia cổ đại sở hữu nền văn minh huy hoàng trên thế giới như Ai Cập, Babylon đều bị bao phủ trong sa mạc. Người Ai Cập hiện nay đã không còn giống với người Ai Cập cổ đại. Người Iraq không phải là người thừa kế nền văn minh của người Babylon. Văn minh Hy Lạp được người La Mã kế thừa một phần, sau đó bị cuộc xâm lăng của người Germanic hủy diệt. Văn minh Ấn Độ cổ cũng bị người Aryan càn quét. Văn minh người Maya cũng bị người Tây Ban Nha đốt sạch. Duy nhất có ghi chép và truyền thừa về nền văn minh cổ xưa không bị gián đoạn thì chỉ có văn minh Trung Hoa. Trung Quốc từ xưa được xem là thần châu. Trung Quốc cổ đại có rất nhiều nghệ thuật gia, nhà tư tưởng, nhà văn học, nhà khoa học đều là kẻ sĩ đại đức. Trí tuệ cùng những phát minh của họ phần nhiều không phải khoa học đương thời, không dễ có được bằng danh lợi mà đều nhờ vào tu luyện. Ví như Kỳ Bá của thời kỳ Hoàng đế, Y Doãn của triều nhà Thương, Khương Tử Nha thời Chu Văn Vương, Đông Phương Sóc thời Hán Vũ Đế, Gia Cát Lượng thời Tam Quốc, Lý Thuần Phong đời nhà Đường, Lưu Bá Ôn Triều Minh, họ đều là người tu luyện đạo gia. Họ lưu lại những lời tiên đoán chuẩn xác cho hậu thế ngàn năm sau. Ngoài ra, Lý Bạch, Bạch Cư Dị, Đào Uyên Minh, Mạnh Hạo Nhiên, Liễu Tông Nguyên, Hạ Tri Chương, Vương Bột, Vương Duy, Lưu Vũ Tích v.v. đã sáng tác những tác phẩm văn học đã đi vào lòng người. Tuy nhiên, mọi người có thể không biết những tác giả lớn ấy đều là người tu luyện. Đại khoa học gia Trương Hoành của thời Đông Hán, Nam Bắc Triều Tổ Xung Chi, Trầm Quát của Tống Triều, Quách Thủ Kính Triều Nguyên, Tăng Nhất Hành nhà Đường, nhà khoa học tiên phong thời Trung Quốc cận đại Từ Quang Khải, họ cũng là người tu luyện. Hơn nữa, các đại y học gia thời cổ đại như Tôn Tư Mạc, Hoa Đà Biển Thước, Lý Thời Trân, họ được xem là thần y và cũng lại là người tu luyện. Bởi vậy, phương pháp trị bệnh của họ rất đặc biệt, người thường không thể thực hiện được. Một điều có lẽ ai cũng nhận ra đó là lịch sử các dân tộc trên thế giới đều bắt nguồn từ thần thoại. Các truyền thuyết đều ghi chép rằng con người được các vị thần tạo ra, từng trải qua một giai đoạn đại hồng thủy và quan trọng nhất chính là chư thần sẽ giáng hạ thế gian cứu độ chúng sinh trong thời khắc cuối cùng của lịch sử vũ trụ. Theo tiên đoán trong Kinh Thánh Khải Huyền rằng sáng thế chủ sẽ đến để tiến hành đại thẩm phán cuối cùng.
với người Ai Cập, Pharaon đợi chờ các vị thần đến thức tỉnh họ. Người Maya đã tính toán về thời kỳ vũ trụ canh tân. Tất cả đều đang chờ đợi một sự kiện trọng đại của lịch sử sẽ diễn ra. Mênh mông khắp trời đất đều lưu lại những huy hoàng của nền văn minh cổ xưa được thuật lại trong những truyền thuyết. Ngoài ra, thần thoại người Hopi, lời tiên đoán của người Aztec, chữ tượng hình Ai Cập, La Mã thần sử v.v. đều tiên đoán sẽ có một đại sự phát sinh vào tương lai. Điều ngạc nhiên nhất chính là khải huyền trong kinh thánh của Tây Phương, cách am di lục của Hàn Quốc, giải mã kinh thánh cùng lời tiên đoán của nhà tiên tri lừng danh Nostradamus và rất nhiều kinh điển Phật giáo đều là hướng về thời đại hiện nay. Hơn nữa, tất cả những lời tiên đoán đó đều có chung một hồi kết. Có lẽ chúng ta sẽ thắc mắc tại sao duy nhất chỉ có văn minh cổ đại Trung Hoa có quá trình ghi chép và truyền thừa là không bị gián đoạn. Tại sao Trung Quốc được xưng là Thần Châu và giờ đây được gọi là Trung Quốc? Tại sao nói vở kịch 5.000 năm Trung Quốc là sân khấu chính? Tại sao những lời tiên đoán đều nhắc đến thời đại này sẽ xuất hiện thánh nhân ở phương Đông? Phật Thích Ca Mâu Ni tại Ấn Độ cổ truyền Pháp từng nói: nhân thân nan đắc, trung thổ nan sinh, Phật Pháp nan văn. Tạm hiểu là thân người khó được, khó sinh ra ở vùng đất trung thổ, Phật Pháp khó nghe và đắc được. Hàm nghĩa của những lời này thực sự là gì? Vì sao trong Kinh Thánh đề cập đến đấng cứu thế, vương của các vương, chúa của các chúa giáng hạ, ngày tận thế và đại thẩm phán? Vì sao trong Kinh Phật tiên đoán Phật Di Lặc sẽ đến thế gian? Chúa Giê-xu, Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử giáng hạ nhân gian là vì cái kết cuối cùng của nhân loại này chăng? Trung Quốc, vùng đất được gọi là miền đất thần châu thần bí, không lẽ là miền đất thần đã lựa chọn để diễn một vở kịch lớn? Vở kịch ấy lấy trời xanh làm phong nền, đất vàng làm sân khấu mà diễn một vở hơn 5.000 năm. Rốt cuộc vở kịch ấy được tạo ra với mục đích gì? Phải chăng những vị thần có thông điệp gì muốn gửi đến con người?